Thử thách một ngày ăn toàn là đồ ăn vặt, chọn đúng quán ăn vặt cho mọi người nha. Quán này thì ở 106 Cổ Nhuế, lạnh thế này ăn súp là nhất. Một bát súp với đầy đủ topping, nào là chả cua, trứng cút, viên thả lấu và bún miếng thanh cua mà mình cực kỳ thích ăn. Mà đặc biệt nhá, súp ở đây còn được ăn kèm cả với quẩy. Đây là một điểm khá lạ của quán. Một bát siêu to như thế này thì có giá là 58.000, siêu nhiều topping như thế này cơ mà. Trông cái bát súp bằng không nhìn thấy súp đâu. Theo mình đánh giá thì cái độ sệt của súp khá là chuẩn. Ăn súp thì có vị ngọt tự nhiên của rau củ như là nấm và ngô. À, khi gọi một bát súp full topping như thế này, còn được tặng một chiếc quẩy siêu to khổng lồ nữa. Miếng quẩy ở đây giòn cực, chấm vào súp để ăn thì cứ phải gọi là mê mẻ mê mê. Ăn xong rồi thì phải quay ra tráng miệng cái nhỉ. Order hẳn một bàn luôn. Đây là đĩa tàu hũ cacao khoai dẻo cốt dừa. Đúng như cái tên thì mình sẽ lấy cốt dừa rồi dưới lên cái tàu hũ như thế này này. Ở bên trong thì có chè khoai dẻo, miếng tàu hũ thì cực kỳ núng nính luôn. Trời ơi, sấn một cái tàu hũ nó mịn, nó mềm mà nó tan luôn vào trong miệng. Vị cacao rất là ngọt thơm, ăn cùng với cốt dừa nữa thì lại càng béo ngậy. Còn cái bát chè ngon ngon này đây thì là chè khoai dẻo pudding xoài, có thạch xương sáo này, trân châu đen, trân châu trắng và khoai dẻo. Đặc biệt là cái miếng pudding xoài cực kỳ to này này, ăn nó mềm mà nó thơm cực kỳ ấy. Ăn chè chán rồi phải chuyển qua cái món gì nó khô khô. Viên chiên phô mai là một lựa chọn không tồi. Lớp vỏ ngoài thì giòn, thịt bên trong thì ăn rất là bùi và vừa miệng. Cắn một cái thì cái viên phô mai bên trong nó ứa ra, ăn ngậy béo vô cùng. Đây đây, một món ăn khô nữa là cơm cháy. Cơm cháy này thì có hẳn 3 vị trong một gói luôn. Vị rong biển, vị bò khô và vị ruốc. Ăn khá là giòn và vừa miệng.